Muốn mất ít tiền thì phải chọn thằng nào? Thằng ngu, đảo thế là dạy. Nhưng mà muốn gì ạ? Làm lớn thì phải dùng thằng gì? Chỉ cần nói là đảo thế. Đấy, mày nghiên cứu cho tao cái cách làm ở cái thế này. Thế nó vẽ ra các thế, mấy phút làm cái gì, mấy phút làm cái gì, nó vẽ luôn ra chứ. Cho nên là các doanh nghiệp lớn ấy, họ tập trung, họ dùng người chứ không phải dùng việc. Còn doanh nghiệp nhỏ thì phần lớn là dùng công việc để điều hành. Ví dụ như cứ lấy được người, có người cái đã. Xong bắt đầu là làm thế nào thì mình lại đè nó ra để gì? Đào tạo. Xong cứ lúc nào nó không biết thì mình lại quay ra gì? Lại đào tạo. Nó không biết thì mình lại quay ra đào tạo. Và có những thằng đào tạo 10 lần nó chưa làm được. Mà có những thằng đào tạo xong 10 lần nó làm được, nhưng mà chỉ cần đổi thế phát nó lại không làm được nữa. Như ông chồng vậy chứ, vợ đào tạo mãi chỉ được đúng thế này, mà đổi thế phát là nó lại hỏi bây giờ làm thế nào em. Đấy, tức là cứ đổi thế phát là lại phải một chương trình đào tạo nhau, không chịu được không? Vì nó ngu quá. Thế cho nên là chủ doanh nghiệp bắt đầu họ phải biết gì, lựa người. Nhưng mà nó lại có cái hay, muốn mất ít tiền thì phải chọn thằng nào? Thằng ngu, đảo thế là dạy. Nhưng mà muốn gì ạ? Làm lớn thì phải dùng thằng gì? Chỉ cần nói là đảo thế. Đấy, mày nghiên cứu cho tao cái cách làm ở cái thế này. Thế nó vẽ ra các thế, mấy phút làm cái gì, mấy phút làm cái gì, nó vẽ luôn ra chứ. Đúng không? Vậy thì ở đây là tóm lại, từ đây chúng ta nhìn nhận người. Chúng ta muốn dùng thằng nào thì dùng. Ví dụ, dùng thằng bán hàng thì dùng thằng nào? Nó cũng phải tham thì nó cũng phải thích tiền, có đúng không? Đấy. Mà dùng những cái đứa gì ạ? Đi đòi nợ thì phải chọn thằng nó dễ sân thì. Có phải không nhỉ? Mà đi chăm khách hàng đẹp thì nó phải chọn cái thằng mà dễ si với gái đẹp đi thì nó mới chăm sóc kỹ chứ. Đấy, ví dụ thế. Mà ngạo mạn thì thằng này khó dùng. Ngạo mạn thì khó dùng. Đấy, và thằng hay nghi ngờ, tóm lại hai cái này khó dùng. Nói chung khó dùng. Còn thằng máu gái vẫn dùng được vào đúng chỗ mà. Thằng thích đánh nhau vẫn dùng được vào đúng chỗ mà. Thằng thích tiền vẫn dùng vào đúng chỗ. Nhưng hai thằng này khó dùng. Nó vào công ty mình mà nó làm nhân viên mà nó như là bố mình. Chỉ dùng nó không chịu được. Tốn năng lượng lắm dùng. Còn nhân viên ở dưới mà sếp ở trên họp mà đưa ra cái gì mới ở dưới nó cứ nghi. Sắp lừa bố mày nơi rồi. Cứ mà nó chán cái chứ. Khó dùng. Rồi, ok, đây là lòng người. Bây giờ tiếp. Vậy trong lòng người mình cái gì là gốc ạ? Tham, sân, si, mạn, nghĩ là gốc. Nó điều tiết toàn bộ tất cả hành vi của mình. Tất cả hành vi của mình nó điều tiết. Đấy. Ok. Vậy tóm lại dùng người thì phải biết nên dùng thằng tham, thằng sân hay thằng gì? Si. Đi đòi nợ mà lại giao cho Phật đi đòi nợ thì Phật toàn phân tích về mặt nhân quả. Xong về bảo chủ nợ, thôi con ạ, nó là nhân quả, thôi bỏ qua cho nó. Thế thì thuê đòi nợ sao được? Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.